接你了。Ở trong cực lắm, nhưng thời buổi bây giờ đã khác. Tần Giang và thằng bé đã bỏ đi rồi. Chú bây giờ tuy còn ngồi xe hơi, nhưng có rất nhiều việc không còn giúp cháu được. Chú Trung, cháu hiểu mà. Chuyện của cháu, cháu biết lo liệu. Chú cũng biết tánh của cháu. Cháu có chuyện gì hay là qua bên Đài Loan kiếm thằng cô đi. Nó ở bển hình như làm ăn được lắm. Nói tới cùng, lúc xưa hai cháu đều là đệ tử của chú hết. Cháu biết chú tuy đã già, nhưng mà ra vào ở Hồng Kông chú vẫn còn giúp được cháu. Nè, cho cháu bao lì xì này thuận buồm xuôi gió nha. Ê bé à, lần trước thằng chấp tay có làm khó mày không? Bộ mày tưởng nó không muốn tiền sao? Cũng dễ dàng thôi, nếu mày làm cho tao, tiền bạc không khó đâu. Nghe nói lão Tư đã mãn tù, mày theo dõi giùm tao nha. Mày sợ cái gì chứ? Có tao ở đây, nó là cái thá gì? Ngô Giang, Lý Sâm 32 tuổi, người Trung Quốc, tháng 3 năm 1985, vì bị Ngô Giang hãm hại vào tù. Mẹ của Sâm vì chuyện này đau thương quá mức mà chết vào tháng 9 cùng năm. Giữa tháng 2 năm 88, Sâm mãn tù. Cũng trong đêm đó, tại khu Dòng Cọc, Lý Sâm giết chết Ngô Giang và bỏ trốn sang Đài Loan biệt tích. Đài Bắc, Ngư Cảnh, Thạch Môn Động. Lo hơn 5 năm trời, mày mới chịu qua đi. Anh Khu, lần này thật làm phiền anh. Thôi đi, có phải là anh em không nè? Nếu mày không phải kẹt ở nơi phải chạy làng, mày đâu có chịu qua đi kiếm tao phải không nè? Nè, chào anh Tư đi. Dạ anh Tư, em tên là Tiểu Sơn Đông, xin anh chỉ dạy. Hả? Thôi đi đi, tao ở Đài Loan vẫn làm xếp sòng như xưa,
đám đệ tử của chú Trung xưa này chỉ còn lại mày và tao thôi. Nếu mày tới Đài Loan gặp chuyện gì rắc rối, tao sẽ gánh cho. Hả? Tới liền. Lẹ một chút đi. Chị Bình à, lên tiếng như vậy bộ sướng lắm hay sao hả? Ừ, anh xấu thật. Hôm qua anh nói anh đến nhà em coi tivi, sao anh không đến hả? Chị Bình à, đừng có chơi tôi nữa. Làm gì đó? Ê, nhóc con, chơi lại cái này tốn tiền lắm đó nha. Mày chơi không có nổi đâu. Anh xấu quá à. Đừng có nghe lời anh. Thôi khỏi thối đi, nhớ tới nhà kiếm em nha. Còn bà nó, bắt công đi coi bác sĩ. Tới Đài Loan rồi, phải chơi cho đã. Anh Khu à? Ừ. Nè, ăn cháo khuya trước đi. Sơn Đông à, ta chị. Ồ, người đó là anh hai của anh hai của anh hai tao đó. Đương nhiên là thứ bự rồi. Ngon dữ ha. Dĩ nhiên rồi. Cái gì vậy? Gì hả? Muốn ăn cắp tiền hả? Tiệm trầu cao này tôi cũng có phần vậy. Vậy thì sao? Mày mang đi tôi sạch hết, còn tiền đâu mà mua hàng? Đúng là cái miệng suối quẩy. Sao anh không nói tôi ăn tiền rồi bỏ luôn cái tiệm này đi? Hả? Nhờ mày ăn tiền cho tao hả? Chẳng thật tao đi làm đĩa được. Tao từ Đài Nam tới Đài Bắc hơn nửa năm rồi, mày nói giới thiệu tao cho đại ca mày chỉ có cái miệng thôi. Bây giờ mày trách tao phải không? Đại ca tao không phải là những người bừa bãi đâu nha. Linh như tao cũng chỉ theo được đại ca của tao học được chút ít thôi. Còn cái thứ người như mày đó, ráng chờ thêm nữa đi. Tối ngày chỉ nói chờ cơ hội, thế lại tới chừng nào mới được hả? Nếu mà tao biết chừng nào, tao đã trúng lô tô rồi đó anh hai à. Ráng chờ đi. Chờ, chắc chắn là tao chờ. Nè, tối hôm nay không những đãi mày ăn, mà còn phải tắm cho mày say nữa. Không say không về nhà. Không cần long trọng như vậy. Không được, đây là lúc Đài Loan mà. Tất cả là mấy thằng nhỏ của tao, tất cả đều là đàn em mày luôn. Nè, tất cả cầm một ly. Anh Tư, tôi là thổ cẩu, tôi cạn ly với anh. Anh Tư cạn ly. Rồi đây, hôm nay không có đã nha. Không có đã là không có được đó nha. Anh Tư, anh cạn ly với anh. Đã đây. Rồi, vô vô đây, chúng ta ngồi đi. Chúng ngồi đi. Chúng ta ngồi nha. Đại ca, tụi nó nhậu ở bên kia kìa. Không nãy, qua đó làm thịt à? Đại ca, ngồi xuống đi, đừng có nấu nãy. Nếu bây giờ mình qua bển làm thịt họ, kẻ thiệt thôi sẽ là mình thôi. Anh Đại, ngồi xuống đi, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Đừng có bực mình mà. Ngồi xuống đi, đừng có bực nha, hả? Tao sợ. Tao sợ tao muốn té đáy luôn đó. Tụi nó kêu tao qua nếm cái dài của họ, tao cũng chịu luôn đó. Còn cách gì nữa? Hãy giúp em nghe đi. Lúc tao vừa tính liếm đó, anh Tư đã tới. Tay trái một bình ăn cô hình, tay phải một cái máy quẹt, phóng mình nhào vô. Nào ngờ bình cô hình là nước lã. Anh Tư thì là giỏi rồi, làm tụi nó chạy không muốn kịp thở đó. Ồ, như dữ vậy hả? Chúc mừng anh em đi. Anh Cu à, mấy chuyện xưa anh còn nhớ à? Nhớ chứ, tôi gặp xui, không những tới phiên anh cũng xui đến nỗi phải chạy làng luôn. Anh Tử à, tôi với anh Thổi Càng, có ai cùng trước nha? Một ít thôi nha. À, không có được, ở Hồng Kông anh là chủ, ở Đài Loan thì do tôi làm chủ. Nè, mình uống đi. Uống đi, uống đi nha. Uống đi, uống đi nha. Anh Tử à. Ê, anh Khỉ, anh Thư, tôi đúng lúc có vậy. À, qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Ê, đêm nay tụi tôi vui lắm mà, cạn ly với đại ca đi. Đi vô mà, đi vô đi mà. Em Châu à, bữa đêm nay anh thấy em không muốn uống rượu nha, phải không? Ngồi xuống đây. Ngồi đây đi mà. Nè anh Châu, đây là anh Từ. Đêm nay em phải ở lại với tụi anh, rửa sạch tất cả những việc ứa lại trong nhiều năm nói trong một đêm thôi nha. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Nè anh Khu à, anh đã uống say rồi đó. Dẫn trời à, rượu có thể làm cho tôi say được sao? Phải không em Châu? Anh Khu à, người Hà Hoa như anh Tư đây em thích lắm mà chưa bao giờ được. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng hôm nay em không có rảnh, hôm khác nha, được không? Hôm khác? Hôm khác thì kêu bà già mày tới đi. Hôm nay mày có hẹn với ai? Thì Mã Lao Đại đó. Anh còn tưởng là ai? Để anh cho anh biết mặt. Anh Khu à, anh Khu, đừng. Ngồi, Mã Lao Đại à. Muốn cái gì hả? Anh ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Ê, anh em không, chỗ anh em không mà. Tại sao lại nóng nảy như vậy hả? Tại sao không kiếm tôi hả? Vụ lần trước còn chưa thanh toán với mày đó. Ờ, hiểu lầm thôi mà. Chỉ là nè, nếu là tối nay tôi đại khách á, anh giúp tôi một chuyện này được không hả?
Bị mày hại gần chết còn giúp mày nữa à? Không phải là giúp, mà tại anh Tư tới này, anh thích em cho mượn xài một đêm. Giỡn hả? Mượn mày ra mày xài một đêm có được không? Làm gì vậy chứ, đàn bà thôi mà. Không mượn thì thôi, coi như tôi chưa nói qua. Chết mày đi. Buông tôi ra, Tư, bỏ buông ra, tôi đi giết nó luôn. Hãy giết nó, Tư, buông tôi ra đi, buông tôi ra. Ê, đi theo tao đi. Anh Tư, anh buông tôi ra, anh Tư, anh phải thả tôi ra, phải chém nó. Tư, tôi dạy giết nó, Tư. Phải giết tôi, phải chém cho mẹ, anh Tư, buông tôi ra. Phải chém cho mẹ nó cho tao, phải chém cho mẹ ca nó cho tao. Giết mẹ ca nó luôn cho tao. Đi lên, chở đi, cũng sợ mà, cứ chưa tao. Không lên, buông tôi ra, buông tôi ra, dám gì bộ nhỏ, để chơi tao. Có phải Lý Nhu đâm đại ca tụi bay bị thương không? Chúng tôi không có biết cái gì hết á, đánh lộn loạn sàn hầu như vậy làm sao chúng tôi thấy được chứ? Thầy không tin tôi cũng không biết làm sao. Ở thằng khốn nạn còn không chịu khai nữa hả? Có cần tao lôi đại ca của mày ra đánh nó một trận hay không? Ê, lát nữa đừng có nhận nha mày, không có gì đâu. Mày điên rồi hả? Tại sao không nhận? Tao tới đây bắt bấy lâu chính là chờ cơ hội này, cùng lắm là ngồi tù 5-7 ngày thôi. Chừng đó anh sẽ để ý đến tao thôi. Nó cù đầu của tôi, anh nghĩ có tức không? Anh cũng tức mà, tôi không giết chết nó là đã may rồi. Tên là gì? Dương Thiên Thuận, biệt hiệu Công Quả. Nè anh Tư, tôi dẫn anh đi tham quan nha. Đây là cái bạn mới của tôi, một tháng có cả 100 tiệm hay chưa? Chỗ của tôi thì khác, nguyên cả khu Đại Bắc chỉ có 2-3 tiệm thôi. Đại ca, anh Tư, anh Tư à, ở đây chúng tôi có tất cả có đủ trò chơi hết á. Ok, chúng tôi nè, ok, chơi bằng điện thoại cũng có, ok, chơi bằng hiện trường cũng có, ok, chúng tôi có đủ loại bài cẩu bất cứ gì ở Hồng Kông có đây đều có hết. À, chúng tôi có chơi cả Tokyo và Nhật Bản, bất cứ trò chơi quốc tế cũng có hết. Anh Tư à, sao anh tới Đài Loan vậy? Tôi tưởng kiếp này cũng gặp anh nữa chứ. Ông Hồ, mạnh giỏi chứ hả? Hả? Còn anh sao hả? Có gặp chú Trung không? Ê, chú Hồ à, vậy làm việc đi, cứ hỏi lo thôi hoài à. Ủa sợ mai nào cũng có hội đâu, hỏi nữa sao? Đi làm việc đi. Mai mốt gặp lại nha, hả? Ủa, sếp Tàu, ăn đã rồi, không có chơi nữa sao? Ăn đã hả? Nè Khu à, họ Tàu này chơi ở đây bấy lâu, bây giờ ký tấm chết cả mấy triệu bạc, họ cũng không nhận. Có phải không tin tôi không? À, sao sếp lại nói như vậy chứ? Dạo này mấy người thua nhiều quá đi, cho nên mới không nhận chi phiếu. À, sếp không sao đâu. Ê, Thảo Câu. Dạ, đại ca. Đổi tiền cho sếp Tàu. Dạ. Ủa, anh Tư, anh cũng tới đây sao? Hừ, vậy Đài Loan sẽ loạn rồi. Ông sếp Tàu này đã thua mấy triệu bạc ở đây rồi, sớm muộn gì cũng nằm đường. Đừng tưởng tôi quên chuyện xưa nha, hãy nói mà té xuống á, tôi đạp nó té luôn đó. Nè anh Tư, giờ bữa nữa tôi sẽ chọn mấy thằng đàn em ngon đàng hoàng, mình sẽ làm lại từ đầu. Bây giờ đã khác xưa rồi. Anh Khu à, lần này tôi tới Đài Loan là muốn... Nói nhiều làm gì chứ anh Tư, mình chỉ là hạng chạy làng thôi mà, có gì đâu chứ. Ở ngoài thiếu gì chỗ anh thích làm chỗ nào cũng được hết đó, tuyệt đối không thành vấn đề. Đại ca, họ đã đến rồi. Đại ca, dù mà lâu đại do anh này lãnh đó, tao bao lãnh anh ra, chính là thằng này hả? Chào đại ca đi. Đại ca. Nhóc con, chịu chơi đó, có tương lai vậy mày, kỹ à, giới thiệu món ngon cho nó nha. Đại ca, mày ngon lắm. Dạ. Cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Ăn miếng hồ cao đi thơm lắm đó. Hai thằng nhỏ này cũng được chứ. Chào anh Tư đi. Anh Tư. Thank you.
điện thoại đã bị cắt đứt rồi. Mày anh á, thằng nào chạy vậy? Ông Hồ à, đi theo tao, làm mất có mấy triệu bạc rồi. Tất cả mọi người im lặng nha, tất cả mọi người nè, tất cả tụi bay dẫn những người đàn em theo tao nha. Hiện trường vẫn chưa tiếp tục, tạm ngưng dây điện thoại. Đi theo tao, đi theo mày, nhớ kỹ nha. Tất cả không sao. Hổ cẩu, mày tập hợp tất cả anh em nha, mang đủ đồ nghề xuống đại nam lấy sắt nói cho tao. Dạ. Đi. Khoan đã. Anh Khu, có phải thằng Côn rước hàng cho mình xưa kia không? Thì thằng khốn nạn đó. Đêm đó tôi muốn kiếm con nhỏ đó cho anh, tôi đánh mã lão đại, cho nên nó mới chơi tôi. Nếu về cái chuyện đêm hôm đó, hãy để tôi nói chuyện với nó. Dù sao tôi có giao tình với nó, đừng có làm lớn chuyện. Không phải là không được, nhưng mà như vậy anh không quen đại nam đâu. Nếu anh đi chắc chắn là sẽ có đánh lộn. Đại ca, để em đi với anh Tư, không quen đại nam lắm. Mày được sao? Được, đại nam em rành lắm mà. Anh Tư à, cho em cơ hội đi, em được mà. Cảm ơn nha. Anh Tư à, đây là nhà của em. Tối nay mình ở lại đi, sáng mai mới dẫn anh qua gặp thằng Côn. Đâu hết rồi? Anh Hòa, anh về đâu à? Chị Hai đâu? Chị Hai ra ngoài rồi. Bưng đồ ra cho tôi ăn nha. Dạ được. Anh Tư à, qua bên này đi. Mời ngồi. Anh Tư à, anh tới Đài Nam chỉ có một đêm, đừng có bỏ uổng nha, để em lo hết cho. Thôi khỏi, khách sáo gì chứ, để em đi đánh điện thoại nha. Ê, đừng có kêu mấy con cà chớn nha, hôm nay tao có khách quý đó. Được rồi, ảnh lần đầu tiên tới Đài Nam mà, nếu tao không kiếm được con nào cho ảnh, tao mất mặt lắm. Biết rồi. Đàn anh ngồi ở đằng kia, ở đây bắt là xếp sòng đó. Ở vườn rồi bên kia phải không? Ừ. Ảnh làm nghề gì vậy? Dĩ nhiên là buôn bán lớn. Ăn mặc như vậy đâu có giống chút nào. Ăn mặc như ảnh bây giờ thịnh hành lắm đó. Có tiền không đó? Không tin à? Không. Có đi qua kia chưa? Chưa. Có thấy dĩa bài chưa? Chưa. Chứ vậy thì chắc Châu Nhuận Phát cũng chưa thấy chứ gì. Đúng. Vậy thì phải rồi. Nếu muốn kiếm việc làm ở Đài Bắc thì phải có biểu hiện của mấy cô. Ừ. Tôi học ảnh trước nha, mấy cô biết làm sao rồi chứ gì. Nè nè, kiếp là cái gì vậy hả? Ồ, là disco lớn nhất ở Đài Bắc đó. Thì không. Anh Tư à, cô thổ sản hết sảy đó. Thổ sản à? Thổ sản là cái gì? Mình là đàn ông, anh biết mà. Tiểu Lệ. À, được rồi, tao đi trước nha. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Chào anh Tư nè. Chào anh Tư. Em muốn làm ca sĩ lắm. Từ nhỏ đến lớn là em đã thích làm ca sĩ rồi. Hãy rảnh là em nghe radio để tập hát. Nè anh Tư à, không ấy anh làm người bầu cho em đi. Làm gì vậy? Tiểu Lệ à, qua đây. Qua đây đi. Qua lẹ đi. Chị chỗ ngồi trước đi. Anh Tư à, mấy con nhỏ nhà quê phải gạt nó chứ. Nếu anh không thích, em giới thiệu con người mẫu cho anh nha. Được mà. Mấy cô nói chuyện phải uyển chuyển một chút mới được. Ê, anh ngồi ở đằng kia kìa, là đại ca của Đài Bắc đó. Tới phiên cô đi. Chị thiệt hả? Tự lo liệu nha. Được. Ha, anh Tư à, con này có được lắm đó. Mỡ ít, thịt nhiều, không phải nhai, dùng để quay phim quảng cáo quần lót. Hết sảy. Nhãn hiệu gì vậy? Thôi không. Anh Tư, chị Hai của em. Chào cô, tôi tên là Lý Tâm. Em à, em làm gì vậy? Ít khi thấy em về nhà lắm. Một khi về nhà thì... Tiếp đãi bạn bè mà. Tiếp đãi bạn bè. Xin lỗi cô, đã làm quấy. Không sao. Nhưng anh đừng có coi tôi như là phòng tiếp khách thì được rồi. Anh Tư à, em cạn lý với anh nha. Cô à, hồi nãy thật xin lỗi cô. Tôi cũng biết là tại em trai của tôi. Anh nghỉ sớm đi. À đúng rồi anh Tâm. Thật ra anh có biết em trai của tôi ở Đài Bắc làm gì không hả? Ồ, nó ở Đài Bắc, bán trầu cao đó. Bán trầu cao? Đúng vậy. Cảm ơn anh. Không đi đánh dài thì uổng lắm. Thế lực ngày càng lớn mạnh, nhưng cách tôi chịu án rẻ. Một ngày đắc chí đạp chết người. Đôi khi biết được
cố tình phóng đại. Trên cánh tay của em làm cái gì vậy? Hả? Bây giờ đang thịnh hành lắm mà. Nếu có ngày nổi tiếng, em sẽ tô màu lên nữa kìa. Nổi tiếng? Đương nhiên rồi. Cô chỉ tưởng rằng thằng em của chị suốt đời đến dài hay sao vậy? Em xâm sẵn chờ ngày làm đại ca đó. Bây giờ gia đình mình chỉ còn lại chị và em thôi. Được rồi, chị yên tâm đi. Nếu em kiếm được tiền ở Đài Bắc, chừng đó chị có ế chồng, em cũng nuôi được chị mà. Em à? Được rồi. Con Quà, càng ngày càng lớn mạnh, nhân cách tôi chịu quán rẻ. Một ngày đắc chí đập chết người, đôi khi biết được, cố tình phóng đại. Thằng hề tôi cũng làm luôn, ở đời phải biết chờ thời cơ. Cô bà đại ca đây vậy? Ê, có ai muốn kiếm đại ca kìa? À, tụi này à, có đại ca đây không vậy hả? Ai đi theo tôi? Cảm ơn nha. Có mã đại ca ở đây không? Đại ca này, mày đánh tôi ở đây bắt đó. Cho nó vô đây, vô đi. Anh tới đây là mối phải không? Anh đã làm việc ở khu nào vậy? Anh em với nhau uống say đánh lộn thôi. Bỏ qua đi, hãy nể mặt tôi. Hả? Nể mặt mày? Mẹ mày, ai nể mặt mày? Còn tao hả? Tao nghĩ người ta đứng quậy rồi nè. Nó coi như vô dụng nè. Cứ hô hào anh em với nhau hợp tác với nhau mà mày chơi tao vậy hả? Tao nói cho biết nha, tao bây giờ né mặt mày đâu. Thằng nào chơi tao à, tao chơi lại tới cùng đó. Mày định lấn khu đất của tao phải không? Mày lấn khu của anh à? Mày đừng tưởng tao nghĩ từ lúc xưa nha. Thằng nào chơi tao, mày nhớ đây là Đài Loan chứ không phải Hồng Kông nữa nha. Thằng đó tù. Tôi Hồng Kông tụi mày, tao nói cho mày biết nha, tụi mày chẳng có tính nghĩa gì hết. Tao không sợ tụi mày đâu. Chơi trò này với tôi à? Mày ở tù 3 năm rồi, mày sợ quá thì bị tiếng hay sao? Nếu mà phải thì đừng có làm đại ca nữa. Nếu mình là dẫn chơi, tao đặt súng đây. Một là mày bắn tao, hay là tao bắn mày. Nếu sợ chết á, thì đừng có làm đại ca nữa. Sao? Không dám hả? Mày chết giác à? Bắn đi. Mày có giỏi bắn tao đi. Thôi mày ngồi bắn tao đi, bắn tao đi. Mày ngồi bắn tao đi. À, sợ không dám à? À, mày sợ à? Cầm súng lên đi, cầm súng lên đi. Bắn tao đi, bắn tao đi. Khôn nó khùng khùng á nha, chỉ có anh Tư mới ra mặt đối phó được chơi được thôi. Ủa, anh Tư về rồi ca. Hai cái thằng đó ngu thiệt. Cái chiều quần dao giết ngược của đại ca còn hay hơn anh Tư nữa. Mày cầm cái mẹ đi, bộ bản thức hay sao? Đại ca, cái mẹ thúi quá đi. Anh Tư giỏi thiệt đó nha. Anh Tư thật là hay quá. Tụi em nể anh Tư đó mấy, anh Tư hay quá. Ê, qua đây uống cạn ly với anh Tư đi. À, anh Tư à, anh Tư đâu vậy anh Tư? Rút súng ra một cái, tụi nó chạy hết trơn à. Có người lắm hay không? Anh
Tư, anh thì hay rồi đó nha. Mới về tới Đài Loan đã nổi tiếng, tôi phải gánh chịu giùm cho anh. Anh Khu, sao anh lấn khu thằng Côn không nói cho tôi biết? Anh đã chơi nó rồi, còn nói ra làm gì nữa? Kể như vụ này, anh giúp tôi đi. Nhưng anh đừng có nói là tôi ép anh nha. Tự anh ra tay thôi, tôi cũng không có ngờ được. Tôi biết. Lần này tôi tới Đài Loan cảm ơn anh giúp tôi. Từ nay chúng ta không ai nợ ai. Anh Tư, anh Tư, tại sao lại nói như vậy? Của tôi tính như là của anh, tôi có nhiều nghề làm ăn, anh muốn nghề gì? Cô, tạm biệt. Uống, mời anh hãy uống cùng tôi. Anh Tư à, mở cửa đi. Uống, mời anh hãy uống cùng tôi. Cuộc đời này có bao nhiêu đâu. La. Anh Tư à, kêu anh đi chơi anh lại không đi. Em uống tiếp với anh nha. Anh Tư à, vụ này mình nổi tiếng là cái chát rồi. Anh một phát, em một nhát, cả khu Đài Bắc bị chúng ta làm loạn hết. Từ nay cái khu Đài Loan mình có thể tung hoành được rồi. Anh Tư à, em kính anh một ly nha. Nè, em kính anh một ly nha. Gì vậy? Anh đi thiệt à? Anh Tư à, anh Khu vừa mới hứa lên trước cho em, anh đi rồi ai dạy nghề cho em? Anh nói có phải không? Tôi không muốn sống cuộc sống này nữa. Tôi đã tới lầm Đài Loan. Con đường này không có dễ đi đâu. Anh Tư à, anh Tư à, anh không quen Đài Loan mưa to gió lớn, anh đi đâu được chứ hả? Có rồi. Hay là anh xuống Đài Nam đi. Chỗ đó có chị hai của em, ít ra có người săn sóc cho anh nha. Vậy đi. Được mà. Alo, Kim Hải đó. Ơi, chị hai hả? Con Quả đây. Anh hai từ Hồng Kông tới đây, muốn tới nhà chơi vài ngày. Ai vậy? Chị hai à, chị đừng có hỏi nhiều. Em hả? Được rồi mà. Quá à? Alo, alo. Lấy đi. Làm gì vậy? Không đẹp tính đen, người ta đâu biết mình dân chân hồ. Tiểu Sơn Đông, vất vả quá ha. Lát nữa đừng gọi tôi Tiểu Sơn Đông nha, phải kêu là Bánh Bao. Tại sao? Bởi vì tôi có một con nhỏ trong này tên là Bánh Nhân Thịt, như vậy chúng tôi mới thành đôi. Ê chú Lu. Tới đây thâu tiền hả? Đúng vậy. Cảm ơn. Bao nhiêu? Bằng tiền anh à? À cái này á. Ờ. 100.000 à. À cũng được, 100.000 lận à. À được rồi. À thật đúng không? À kéo vô đây đi. Lấy đi. Ê, không đi. Cảm ơn ha. Ôi trời ơi, nửa tiếng lắm á nhà chơi. Tốn quá nha. Đưa đồ tôi coi nè. Đây đồ mới đó nha. Ờ, giá 1.000 đó. Đúng, anh này không còn nhờ giá mày nữa nha. Ở chút lớn là đặt nhỏ chút lắm. Ê, Quả à. Ê, mày làm gì vậy? Anh nhờ dám khỏi đi làm mà. Mày điên hả? Mày tưởng là tiền trầu cao hay sao? Của đại ca đó. Ê,
mai là bố tin tao đây, tao không cần nhờ mày nữa. À, lại đây. Đặt vô đi. Đâu ông anh ở đâu? Anh bắt bằng đi theo đại ca của anh mà, đâu có rảnh được. Tại sao anh nó không tổng mà? Anh đâu có rảnh mà, làm sao anh gọi điện thoại cho em được? Đâu. Hay là để tấm hình của tôi lên, tay tấm hình của nó nha. Được chứ, dù sao trong cầu cũng đang cần một tấm hình. Không phải cô tiêu nữ không? Tối nay mấy giờ rảnh hả? Không có rảnh. Không có rảnh? Vậy thì đúng lúc rồi, tôi cũng không có rảnh. Mary mới vừa nói, hẹn tôi đi coi cine. Có gì đâu, có gì đâu. Anh Trân hàng chỉ có rất nhiều người khách đều không dễ cô. Không dễ cái gì? Cô đối xử tôi như vậy có khác gì những người khác đâu. Tôi tới đây để bán hàng, không phải làm vũ nữ. Ê, cái gì đây? Tôi muốn coi cô có biết tiếp đãi khách không. Honey, it's me. Ê, đủ rồi. Ê, nói rõ với anh đi. Anh Dương, anh làm gì vậy hả? Tôi đâu có. Anh tưởng là quản lý thì có thể lợi dụng người ta sao? Cô này là bạn gái của tôi. Tôi... Nói rõ cho anh biết đi. Hả? Nói đi. Ồ, anh Dương à, anh làm gì kỳ vậy? Anh có biết không? Anh là anh hai của tôi. Lần trước á, anh cua bạn gái của ảnh á. Bây giờ cậu đương nằm nhà thương rồi đó. Anh muốn giải mấy khúc sườn nữa hả? Xin lỗi nha. Nói với tôi thì có ích gì? Xin Trân. Nói xin lỗi với cô Trân nè. Dạ, cô Trân à, xin lỗi nha. Nói xin lỗi cũng vô ích thôi. Bây giờ tôi không làm nữa đâu. Cô Trân à, cô Trân. Con nhỏ này bạn gái của mày thật hả? Bây giờ thì phải rồi. Giỏi thiệt ha. Cô tiếp đãi, cô bán vé, cô đưa vé, bán hàng cô đều làm qua hết. Thật là không đơn giản à. Bộ anh tưởng tôi muốn sao? Ai ngờ đại bắt khó làm ăn như vậy. Ê, hai anh làm nghề gì? Nhìn tướng chúng tôi là biết làm đại ca rồi. Tôi nói cho cô biết nha. Trước khi cô quen với chúng tôi đó, từng bị người ta ăn hiếp hoài phải không hả? Bây giờ cô đã quen với chúng tôi rồi, cô coi nè, nè. Cô muốn làm nghề nào, chúng tôi sẽ giới thiệu nghề đó, việc đó không thành vấn đề. Quê. Cái gì hả? Cái gì hả? Cái tên của cô là Thiên Chân thì là không sai à. Mới quen mà đã cho người ta tràn dai rồi. Người ta cho cô hộp kẹo là theo người ta về. Tôi không ngu như vậy đâu. Nhưng mà như vậy, cô quen được chúng tôi, chẳng như là gặp mai rồi đó. Cô có tâm nguyện gì thì cứ nói đi. Nói đi. Tôi cũng biết nữa. Tôi cũng biết tôi có tâm nguyện gì. Nhưng mà lúc nhỏ thì tôi thích nhất là ca hát mà thôi. Thích ca hát à? Ca hát? Không thành vấn đề. Cứ dịch vào cho anh hai tôi. Anh hai đây nè. Thiệt hả? Thiệt. Ê, thu dọn phòng tiếp tân đi nha. Dạ. Dạ, tôi biết. Ủa, Tiểu Sơn Đông, mới có mấy tay thôi, chưa gì lại tới thâu tiền hay sao? Không phải, là vì tình như vậy nè, tới đây uống rượu giải buồn. Anh thất tình à, có thiệt hay không đó? Không phải là tôi, là anh em của tôi thất tình. Vậy thì dễ thôi, tôi dẫn anh tới đây và giới thiệu cô đẹp nhất cho anh được không? Tiểu Sơn Đông! Thằng khốn nạn! Mày dám chơi tao hả? Mày dám chơi tao hả? Tiểu Sơn Đông, mày đứng lại! Mày nói là chuyện chơi, dám chơi tao hả? Thì đâu lại gạt tao hả? Quả! Mày lôi mày ra, mày làm gì hả? Đốt tao đi, đốt tao cho chết luôn đi! Quả à, mày đừng có tự sát như vậy, tao thương mày lắm! Đốt cho tao chết đi!
con của bà gái à, làm sao mà tao sống được chứ. Ba đêm làm sao mà ngủ được hả? À, cho tao chết đi bà. Cho tao chết đi. Mày đừng có làm như vậy. Đâu có vậy đâu. Nó không có bạn gái. Nhưng mà bởi vậy anh muốn tự tử là chuyện của anh. Tôi đã nộp tiền bảo hộ cho anh rồi. Anh phải lo cho vụ này chứ. Được rồi, để tôi lo cho. Anh muốn phóng quả có phải không hả? Anh biết không hả? Bây giờ tôi mày tôi mặc kệ anh. Được rồi, được rồi, bây giờ nó có bạn gái đó, mà bạn gái nó đúng làm ca sĩ đó, ông có thể giúp được hay không hả? Làm ca sĩ à? Thì cho cô biết nha, anh có quả từ trước tới giờ chưa từng giúp ai đâu. Hay là gì đi, khi nào lãnh lương tụi mày hay dẫn cơm nha. Ăn cơm, chúng tôi chưa có dẫn cơm qua hay sao? Đàn ông giúp đàn bà, chỉ mong muốn nhất á là có thể lên giường với cổ, cùng nhau tìm vui. Cái thằng khốn nạn mày nói cái gì vậy? Đừng có làm bộ nữa, đừng có làm bộ nữa bà, đừng có làm bộ, đừng có cho đó. Ủa cô Dương, sao anh ở đây? Sao cô lại ở đây? Tôi tới mua cá. Tôi bán cá. Cô mua cá gì? Cá nào cũng được. Để tôi lựa giùm cô nha. Con cá này còn tươi lắm, rất thích hợp để mà chưng. Tôi bán rẻ cho cô nha. Anh lựa cá cho tôi, vừa rẻ là vừa tươi nữa. Tôi ra khơi đánh cá với ba tôi từ nhỏ, hợp rơi với cá lắm. Lần trước con Quả gọi điện thoại nói là anh tới, tại sao anh không tới? Sợ làm phiền cô. Hôm nay thật là cảm ơn anh. Đừng có khách sáo. Chào cô. Chào anh. Anh Tam à, có rảnh anh tới chơi nha. Được. Bye bye. Có quả. Ngày nào cũng chạy hết à? Cái gì vậy? Hồi nãy em uống chút rượu nên trễ thôi. Uống rượu? Em thiệt là ngây thơ à. Uống rượu dễ hư chuyện lắm. Uống rượu dễ bị người ta chơi. Anh hứa là không nhai hồ cao nữa mà. Em cũng hứa không uống rượu nữa mà. Em có đố uống rượu với cách đồ nào? Có người gọi má anh nè. Thiệt rồi. Sao hả? Tính xong chưa? Dạ xong rồi đại ca. Hết thể là 1.200.000. Sao mà kỳ vậy hả? Tụi bay làm ăn gì vậy? Có nhiều người không chịu nộp tiền vậy mà không nói với tao hả? Đại ca, kiếm em hả? Nhóc con, bạn của mày Tiểu Sơn Đông đã nuốt tiền công mấy cửa bạc của tôi rồi đó. Bây giờ không biết bỏ đi đâu. Mày đi lôi cổ nó vậy sao? Đi đi. Có thật không đại ca? Thật không hả? Mày coi lại đơn đi. Cái thằng khốn nạn, tiền của thằng khu này mà cũng dám bỏ túi hả? Chắc mày muốn chết rồi. Ai dẫn mày gặp tao đại ca? Bây giờ tao dẫn mày đó. Bây giờ mày sợ sao vậy? Tại sao mày nghĩ cho tao? Ai đưa mày đi? Ai nâng đỡ mày hả? Tại sao bây giờ mày bắt tao? Thằng khốn nạn! Đi ra gặp đại ca. Buông tao ra. Buông tao đi. Buông tao đi. Anh có phải là anh em của anh hay không? Bây giờ anh bắt anh vậy tức là kêu anh đi chết rồi.
chết thảm như vậy anh cũng không giúp anh. Vong ơn bội nghĩa, không có chút tình cảm. Tôi chỉ từ bội nghĩa, tôi chỉ không muốn thấy anh chết thôi. Nếu anh bước ra ngoài sẽ bị chặt thành mấy khúc. Cô muốn sao? Cô muốn sao? Anh đừng. Cô yên tâm đi, lần này tôi dẫn anh ra ngoài, tôi nhất định sẽ dẫn anh về nguyên vẹn. Đại ca, qua đây, qua đây. Xin lỗi nha đại ca. Giỏi thiệt. Thằng khốn nạn, mày dám rút tiền của tao hả? Mày dám rút tiền của tao hả? Hả? Ê, đừng có đánh nữa ba. Đại ca, hãy thả anh đi. Thả đó à? Mày biết rút bao nhiêu tiền của tao không? Ơi. Ơi, chúng ta lại đi. Cái đừng có đánh nữa. Ê, đừng có đánh nữa mà. Đại ca, đại ca hãy thả ra đi. Tiền của anh tôi sẽ trả cho. Bây giờ mày năn nỉ cho nó hay mày trả giá cho tao vậy? Tôi từ Đài Nam ra Đài Bắc, toàn nhà anh chăm sóc tôi thôi. Nếu tôi đứng nhìn anh bị anh chết, tôi đâu phải là con người nữa. Nó nuốt tiền của tao, tao không bao giờ coi nó là anh em tao nữa. Đại ca, im đi. Đại ca, im đi. Tao không ngồi đứng đâu một bên. Tiểu Sơn Đông, đại ca, tôi đã hứa với anh, đêm nay tôi dẫn anh tới đây, tôi sẽ dẫn anh về nguyên vẹn. Vậy bây giờ mà muốn sao? Số tiền nợ của anh tôi nhất định sẽ trả đủ. Ngón tay này cứ coi như là đồ cầm chân của tôi đi. Tiểu Sơn Long, Tiểu Sơn Long, đừng đánh tôi nữa, đừng đánh tôi nữa. À, tôi đây. Sao vậy? Không, tại em sơ ý thôi. Anh Tư à, anh với chị của em trước nay anh chưa từng nghĩ qua sống chung với đàn bà. Anh chỉ nghĩ tới làm sao làm đại ca. Đúng vậy, anh từng thu hoạch rất nhiều, những gì anh mất vĩnh viễn không lại được. Em yên tâm đi, anh không làm gì lỗi với chị hai em đâu. Anh Tư, anh cùng với chị em đi Đài Bắc đi. Với tài ba và can đảm của anh, chắc chắn sẽ có một sự nghiệp mà. Cái đất Đài Nam này em đã ở 20 mấy năm rồi, chẳng có chút tương lai nào đâu. Tương lai? 10 mấy năm trước anh cũng nghĩ như em vậy. Anh chỉ nghĩ tới tương lai. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay đây, anh vẫn là hai bàn tay trắng. Anh chỉ mong có một gia đình. Nè, con quà, anh Tư à, ăn cơm được rồi. Chị em kêu về ăn cơm kìa. Bà xã anh kêu về ăn canh kìa. Thank you.
hôm nay phải chúc mừng tao đó. Có gì ngon lành không? Hai con nhỏ ở ngoài có được hay không? Có thể không đó, bắt tao đi về cũ của tụi mày à. Dẫn mặt hả mày? Con nhỏ đang hát, có bộ được đó nha mày. Mỹ nhân con có cách gì không? Mày giúp tao đi. Con nhỏ đang hát hả? Được chứ, tôi quen với ông quản lý của cổ để tôi lo cho. Chắc không đó, lo lẹ đi. Khách ở trong phòng quý tầng đó mà cô giúp. Ông quản lý à, tôi có nói qua không muốn rượu chân khách mà. Ổng là thằng chung cái con đó. Đêm này cũng vui qua thải đạo với ông vài câu đi. Không có sao đâu mà. Ê, vui quá. À, uống thêm một ly đi. À, em uống là ngất mặt đấy nha, phải không? Uống kìa. Uống xong lại ca cho nghe. Uống thêm một ly nha, phải uống hết nha. Uống xong lại ca. Ai chỉ à? Đại ca sai đâu làm sao đây hả? Đi kiếm cái phòng cho anh nghỉ đi. Đi kiếm đi, đừng có làm cái gì nữa. Bây giờ gấp làm cái gì? Lên phòng cho anh chút đi. Tôi phải về. Đừng ở đây. Ông làm cái gì kỳ vậy? Anh để cài nhà em nghe đó. Ông chủ à, thang máy tới rồi nè. Được. Ông uống rượu sai để làm gì vậy? Đâu có sai đâu, vui mà. Bà Trương à, thật tình là ông không tới đây. Bà tin tôi đi, bà làm gì vậy chứ? Ông đã cả tháng không có tới đây mà. Anh Tần à, có phải đại ca của tôi không? Chờ một lát. Anh vô với con nhỏ nào vậy? Tôi tới đây coi đi mà. Đúng vậy. Thôi ở đây tôi đi về đó nha. Bây giờ tôi phải đi về. Còn ngồi thiên chân hát ở dưới đó. Tôi đứng rồi, để tôi đi về. Vô đóng đi. Đại ca, tôi đi vậy nha. Chỗ này là anh là khách duy nhất đó. Đại ca sướng quá rồi đó. Chắc rồi, còn cái gì nữa. Ông làm gì vậy? Ông muốn gì hả? Anh muốn cái gì à? Chẳng lẽ ông kinh lý không nói với em sao? Đây là 5.000 nè. Đưa cho em đó. Dám đánh đòi con quỷ này. Mày dám đánh hả? Em đừng có uống rượu với khách mà. Làm như vậy có gì chứ hả? Hồi nãy ổng là ông chủ của anh. Em muốn giúp anh tôi. Giúp con khỉ không? Đây là chuyện của anh mà, không cần em giúp đâu. Được, em đi. Đi đâu vậy? Con bắt mấy tới anh. Em đi đâu hả? Anh tối ngày chửi em hoài à. Ủa, tụi anh muốn chửi em hay sao hả? Anh chỉ lo cho em thôi. Em biết là anh lo cho em mà.
anh có nghĩ chuyện về Đài Nam hay không? Tối hôm qua anh đối xử với ông chủ anh như vậy, ông sẽ không tha cho anh đâu. Anh nghĩ chắc không đâu. Anh đã bước vô nhà của ông, ông tức là đại ca của anh. Chuyện đêm qua cũng khó trách ông. Ông đâu có biết em là bạn gái của anh. Vậy còn ngón tay của anh? Thật ra Tiểu Sơn Đông không đúng. Yên tâm đi, anh sẽ nói rõ với đại ca mà. Con Hòa, sau này anh sẽ cùng với em về Đài Nam. Thật anh? À, đâu của mày đâu? Đưa đi, đưa đi, đưa đi. Vậy thì rồi, thôi, xíu à. Mày dương ngủ đây. Có đại ca đây không? Quyết định như vậy nha. Đưa ông Thôi ra ngoài, kêu nó vô đây. Hẹn gặp lại sau. Alo, phải Long hả? À, được rồi, cái vụ ở Hồng Kông á, tôi sẽ cho người lo giùm cho anh. Nhưng chị đi, tóm lại qua đây á, tôi sẽ qua Hồng Kông tìm anh. Hả? Tay ca. Vậy đi nha. Em Út à, đêm hôm qua đại ca lỡ sai, mà ông đớp lòng bộ của em rồi, bây giờ hết chuyện rồi, đừng để bụng nha. Thật ra xỏ bỏ hết đi, thật ra chúng ta là dân giang hồ, đừng có dây đàn bà mà buồn phiền. Nè, qua đây đi, để tao trò chuyện với mày vài câu. Ngồi đi. Vài ngày sau tao muốn mày qua Hồng Kông. Đại ca, em muốn nghỉ làm. Vậy tức là mày giận tao rồi phải không? Tức là để trong bụng rồi, còn nhận đại ca chứ gì? Không phải. Không phải thì đừng có chối tao. Tôi không muốn làm bụi đời nữa. Thiệt là khờ, tại sao lại không muốn làm? Trong đám đàn em của tao, mày là thằng nổi nhất, chắc chắn sẽ có tương lai đó. Em thật tình muốn về Đài Nam. Vậy được, mày lo xong vụ này giùm tao đi. Vụ Tiểu Sơn Đông bỏ hết, tao còn cho thêm một số tiền nữa nuôi nhà. Sao hả? Đại ca, quyết định như vậy đi. Không được từ chối. Dương Thiên Thuận. Nè, ở đây là Hồng Kông phải thắt dây an toàn. Đi đâu vậy? Tới đỉnh núi Tắm Ánh Trăng. Nè. Cảm ơn. Sao hả? Lần đầu tới Hồng Kông à? Hồng Kông về đêm thiệt là vui. Tiếc là ngày mai anh phải đi. Nghe nói Cung Đen bị anh đâm chết. Vậy ngày mai không bắn hụt chứ? Ý của anh tức là kêu tôi tới Hồng Kông này để giết người. Không lẽ tới Hồng Kông ngắm trăng sao? Đi tiểu thì đi đi, chúng ta còn phải chờ tới sáng mai. Thì là khốn nè. Alo. Tôi, con Hoàng có nhà không? Con Hoàng ngày mai mới về. Tôi là Lý Tam đây. Cô làm ơn nói cho nó biết
tôi và chị hai của nó đã... không có gì. Làm ơn nói cho nó biết, mai tôi và chị hai nó sẽ tới kiếm. Được, anh về tôi sẽ nói với anh. Bye bye. Tối nay tao không muốn cái gì hết. Lát nữa đợi đi. Mày vô đi. Anh đĩa à, anh nhanh chứ có trước đi nha. Tao mà nhanh hả? Lát nữa ăn người đẹp. Năm nay mày gặp tao là mày sướng rồi đó. Tối nay mày lại bấm này. Kim bao vai đã nằm bay hả? Mày đâu gì đó. Em hãy nghe anh giải thích đi, anh không gạt em đâu mà. Tối hôm qua anh đi đánh mặt trượt. Anh không cần gạt em nữa. Anh buông em ra. Anh thật tình đánh mặt trượt mà. Thôi đi. Cái người mà chúng ta phải giết là từ chỗ này đi ra. Rõ chưa? Thank you.
Tại sao? Em muốn đi khác. Anh để cho em hát. Em không thích ăn hạt trâu. Anh không ăn nữa. Không ăn nữa. Nhưng tại sao? Tại sao em không chờ anh trở về? Tại sao vậy? Xin chân. Tại sao em không chờ anh trở về? Em đã hứa với anh mà, cùng về Đài Nam. Tại sao em không chờ anh trở về? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao em không chờ anh trở về? Tại sao bỏ em một mình chứ? Đứng dậy nào. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Đi chân, đi chân. Đi chân. Quẹo phía đằng trước là sẽ tới. Anh Tư à, lần đầu tiên em gặp bạn gái của con quà, em nghĩ nên mua chút quà. Anh đi với em. Thôi khỏi đi, em muốn đi mua một mình, anh lên trước đi. Bí mật vậy sao? Lòng giao lại việc ở Đài Loan cho mày. Tao còn tính toán ra qua Hồng Kông nữa, tính tiền bạc cho họ. Đại ca, anh có trở về không? Mày đang cứt hay sao hả? Bộ mày tưởng tao để tù hả? Tao mặc kệ nha. Trước khi tao trở về, mày phải lo xong vụ đó. Ông chủ, thằng Hồ đâu? Nè nè nè, hai đứa bay ngoài này, ra ngoài cánh cửa đi. Còn mày nữa, phải cẩn thận đó nha. Anh khu tối này đi Hồng Kông đó. Anh Tư à, anh cẩn thận nha.
Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều. Có cơ hội chúng ta gặp lại. Nó đi Hồng Kông. Tối nay mình phải vượt biên về Hồng Kông. Anh Tư, em muốn đi chung. Chuyện này không liên quan tới em. Sao lại không liên quan tới em? Con quả đã vậy mà cục bất con tay. Có chân nhà chị Linh cũng bị họ giết. Họ là chị của em, em chắc định phải đi. Anh và con quả chỉ còn con đường này thôi. Tụi anh đã liên lụy người bên cạnh. Em có nghĩ bánh nhân thịt không? Khó khăn biết là bao nhiêu mới rời khỏi cái dòng này. Dễ như vậy lại bước vào nữa hay sao? Nghe, nghe lời của anh Tư đi. Để tôi lo xong việc này, nhất định tôi sẽ về đây bán đầu cầu với anh. Nè. Ê, gì đây? Chạy đi nha. Xong xuôi chưa? Xuôi rồi, đã hẹn thứ tư. Nè, chỉ có 2 tháng thôi đó, đã gấp 10 lần tiền vốn của anh rồi đó. Mấy anh bây giờ chia đi. Tôi đã nói rồi mà, Hồng Kông do mấy anh chơi trò, để bắt cho tôi thu tiền, ăn chắc mà. Nay tập đoàn của tôi và anh Khu sẽ chừa cho 2 anh mỗi người 1 phần, nhưng phải do tôi nắm cắn. Không có thì sao được, chia tiền chứ, nói sao thì vậy đi. Tóm lại chúng ta hùng nhau làm ăn. Ai mà nói lạng quạng bậy bạ với tôi một tiếng, tôi lập tức cho đàn em thủ tiêu nữa liền. Sếp Trần cũng chết như thường. Anh Khu à, anh thật xứng đáng chúng tôi kêu là đại ca đó nha. Còn nữa nha, chẳng hạn như chú Trung vậy, không biết có phải là người già rồi không, cái gan bị teo nhỏ lại. Bây giờ á, chú Trung à, tạm đi, tôi vẫn chưa phần chơi chú. Các vị anh em à, tối nay tới thành Trung Quốc tôi đãi bao luôn gái nữa. Khu à, mày đâu có thể phách lối như vậy. Chú Trung à, chú già rồi, cái này không phải là phách, tôi chỉ thừa kế thôi. Còn nữa, mày đâu có thể đối xử thằng Sâm như vậy. Giỡn hoài, tôi thanh toán môn hộ, nó là nhiều chuyện thôi, không phải là tôi không nể tình, là tại mấy thằng nhỏ của tôi bảo vệ cho tôi thôi. Chú bây giờ qua Đài Loan, hút xác giùm cho nó đi. Chú Trung à, chú nghe lời tôi đừng có nhiều chuyện nữa, nên dưỡng già đi. Im miệng đi, dọn đồ ăn đi, các vị vào bàn. Mời đi, mời vô, mời vô. Mời đi. Anh Khu, anh vô trước đi. Anh vô trước đi. Sao mà thank you.
đường Thái Bình xảy ra một vụ nổ súng nghiêm trọng.